Xin chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ shadow work, đục các cạnh, các góc và làm mịn. Và các bạn cũng quan sát từ trên màn hình là cũng giống như phần trước mình đang hướng dẫn các bạn, là cũng có ba mặt phẳng và các biểu tượng trên màn hình. Và bây giờ mình sẽ chọn biểu tượng thứ nhất. Chúng ta ấn chảo thú. Chảo thú này nó là một cái trung tâm nằm ở giữa để người ta vẽ dễ dàng hơn. Và bây giờ mình có thể mình chọn một cái hình vuông. Hình vuông này chúng ta sẽ có thể vẽ. Các bạn nhìn thấy không? Và bây giờ chúng ta sẽ tùy chỉnh và chọn một vào đây, vào cái phần Smart này. Chúng ta chọn để chúng ta chỉnh kích thước theo ý của chúng ta, mà chúng ta thích. Chẳng hạn như mình lấy nó là 50. Và phần bề ngang này mình cũng lấy nó là 50. Các bạn chú ý thấy không ạ? Đó. Và bây giờ mình muốn lấy nó về một cái trung tâm nào đó để dễ dàng hơn. Đó các bạn thấy không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ ấn lưu tích xanh để chúng ta lưu. Ta ấn phần vào đây, ấn vào đây để chúng ta làm thành nó một cái hình hộp. Bạn ấn vào phần này. Đó. Và cũng như phần trước thì mình đã giới thiệu, bạn thấy đây có một mũi tên, chúng ta kéo lên để chúng ta chỉ chọn chỉnh kích thước theo bao nhiêu chúng ta chọn. Nhưng muốn dễ dàng hơn thì chúng ta nên ấn vào phần này. Đó, để chúng ta chẳng hạn như chúng ta ấn là 30 chẳng hạn, ta ấn vào, nó sẽ ra một kích thước như này. Đó, chúng ta ấn vào cái tích xanh này. Đó, nó đã thành một hình hộp. Và bây giờ nó thành một cái hình hộp rồi. Nó thành một cái hình hộp. Bây giờ chúng ta có thể muốn làm nó cho nó các cạnh của nó được vuông góc, cũng như là chúng ta muốn đục thủng một nửa hay là một góc cạnh nào đó, thì chúng ta có thể ấn tích vào đây. Đó, ấn tích đó. Và chúng ta ấn vào cái chảo thú này. Các bạn nhìn thấy nó hiện lên một phần này không ạ? Office này không ạ? Đó, chúng ta ấn đây. Chúng ta ấn đây thì chẳng hạn như đây, chúng ta lại lấy kích thước của nó. Chẳng hạn như chúng ta, như tôi lấy kích thước nó là 10. Đó các bạn thấy, chúng ta ấn vào đây, ấn phần rev vào này. Đó, ấn phần rev vào. Các bạn thấy cái hình điểm hình vàng này nó nằm ở giữa cái hình này không ạ? Thì các bạn sẽ ấn vào cái tích xanh. Đó, ấn vào tích xanh. Các bạn thấy hiện lên một cái ô ở giữa này không ạ? Đó. Và bây giờ các bạn lại ấn vào phần này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Phần cắt này ạ, nó có một cái khung vuông này. Đó, khung vuông mà nó thủng đây. Các bạn ấn đây, các bạn ấn vào cái khung vuông này, phần cắt này. Đó. Ở đây nhá các bạn, nó có hai chiều mũi tên, một mũi tên đi lên này, các bạn nhìn thấy không ạ? Một mũi tên đi xuống. Thì chúng ta nên ấn mũi tên đi xuống. Và đây, các bạn, đây cũng là cái kích thước để chúng ta tùy chỉnh kích thước của chúng ta, mà chúng ta muốn đục thủng nó là bao nhiêu. Và đây các bạn nhìn thấy không ạ? Đây cũng là các phần đó. Chúng ta cũng muốn là chúng ta ấn đây. Chẳng hạn như chúng ta đục thủng đây, các bạn ấn vào phần thứ hai này. Và các bạn có thể ấn vào kích thước là bao nhiêu? Và các bạn nhìn này ạ. Ấn vào tích xanh này. Các bạn thấy nó đục thủng, thủng đúng không ạ? Đó. Nó là đục thủng cái hình vuông này. Đó. Và bây giờ chúng ta muốn làm các cạnh của chúng ta nó vuông góc lại. Và nó không có những cái cạnh sắc bén này nữa, thì chúng ta, các bạn nhìn này, chúng ta ấn shift, đó chúng ta ấn đây, đó, chúng ta có thể xoay màn hình, đó, các bạn phải luôn luôn nhớ là giữ shift nhé, khi chúng ta làm các cạnh, nhiều cạnh để chúng ta làm vuông, các bạn nhớ luôn luôn phải giữ shift, đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Bây giờ các bạn nhìn thấy cái biểu tượng này không ạ? Fillet đây không? Đó, các bạn ấn vào đây, đó, ấn đây. Đó. Chẳng hạn như chúng ta muốn kích thước của nó là 10 hoặc bao nhiêu thì các bạn tùy theo các bạn. Nhưng mà nó cũng phải theo kích thước của hình, chứ không phải là chúng ta có thể ấn 1000 hay 10000 hay là 100 hay là bao nhiêu thì được, mà nó cũng theo do cái kích thước của hình của chúng ta đã chọn. Đó các bạn thấy không ạ? Nó đã thành một cái hình vuông, không có những cái cạnh sắc bén nữa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nhưng trên màn hình các bạn đang thấy nó là một cái hình vuông và đục thủng ở giữa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó là các, đó là cái phần mà mình giới thiệu sơ qua. Đó các bạn nhìn thấy trên hình video ạ. Và bây giờ mình xin giới thiệu tiếp theo cho các bạn. Đó, các bạn muốn đục một vát đít, một cái khía cạnh nào đó. Vát đít một cái khía cạnh nào đó thì chúng ta lại tiếp tục chọn vào cái mặt phẳng. Mặt phẳng đầu tiên, mặt phẳng bên trên này, chính giữa này, để chúng ta vẽ.
và ta lại tiếp tục ấn vào cái phần trảo thú để chúng ta lấy làm điểm của trung tâm. Trung tâm thì giờ chúng ta vẽ sẽ dễ dàng hơn đó các bạn thấy không ạ? Bây giờ mình sẽ chọn một tiếp theo là mình lại chọn tiếp theo là hình vuông này. Các bạn nhìn này. Đó, hình vuông này nó sẽ có tâm ở giữa. Đó các bạn nhìn không ạ? Đó, mình lại ấn vào cái phần tùy chỉnh kích thước này. Tiếp theo, các bạn như mình lấy nó là 100. Và tiếp theo mình cũng lấy nó tiếp theo nó là 100 tiếp. Đó, cái phần này thì các bạn lấy bao nhiêu kích thước thì tùy theo các bạn. Đó các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi chúng ta lại ấn vào cái tích xanh này. Đó, tiếp theo chúng ta lại đi ấn vào đây để chúng ta làm nó thành một cái hình hộp. Đó, hạn như mình cho đây nó là tiếp theo là 50. Chúng ta lại ấn enter. Ấn enter hoặc chúng ta có thể ấn vào tích xanh hoặc ấn enter đều được hết. Đó các bạn lại thấy ra một cái hình hộp. Bây giờ chúng ta muốn đục bát đít của nó mà không đục thủng thì các bạn hãy chú ý. Các bạn nhìn thấy cái hình ở đây không ạ? Đó, cái biểu tượng này. Chúng ta ấn vào cái biểu tượng này. Đó. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây chúng ta ấn đây và chúng ta ấn vào cái biểu tượng này. Đó. Ở đây chúng ta có thể ấn là 1. Đấy các bạn thấy không ạ? Và chúng ta ấn vào tích xanh enter thì nó sẽ đục không thủng, không thùng xuyên xuyên hẳn mà nó sẽ đục thành vát đít. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, hoặc chúng ta muốn làm vuông cạnh nó thì chúng ta có thể cũng như lúc trước thôi, chúng ta ấn vào đây, chúng ta tích vào cái phần mà chúng ta muốn làm vuông. Đó, chúng ta sẽ ấn vào tiếp theo cái hình này, mình phải lên này. Đó, chúng ta ấn vào. Chúng ta ấn vào. Và chúng ta có thể ấn là 5. Chúng ta ấn vào tích xanh hoặc chúng ta có thể ấn vào tích xanh nhé. Hoặc có thể ấn vào enter. Đấy các bạn thấy không ạ? Đó, các bạn nhìn thấy cái cạnh này không ạ? Nó là vuông đi không ạ? Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó vuông đi. Đó, các bạn hình dung. Đó, và trên này có rất là nhiều các biểu tượng. Chẳng hạn, bây giờ mình sẽ vẽ cho các bạn tham khảo một cái hình hình tán thuốc lá nhé. Các bạn xem. Đó, các bạn hãy ấn vào trò thú này. Đây. Bởi các bạn hãy quan sát chú ý vào mình sẽ vẽ từ từ để cho các bạn xem. Các bạn hãy để ý này. Đó các bạn lấy là tích. Và ra ra chúng ta lại ấn vào cái phần này để chúng ta lấy một cái hình hộp. Tôi sẽ lấy là 30. Và cái phần này chúng ta, đó là cái phần để chúng ta có thể là vẽ các hình để cho nó nằm nghiêng hoặc là chúng ta có thể vẽ hình chéo. Chúng ta tôi sẽ chọn nó là 20. Đây các bạn nhìn đấy này, các bạn nhìn cái biểu tượng này. Đó. Chúng ta có thể ấn vào tích xanh hoặc enter. Rồi nó đã ra được một hình như này cho chúng ta rồi. Chúng ta tiếp theo chúng ta các bạn lại chú ý quan sát tôi ấn đây. Và lại ấn vào cái chảo thú này, các bạn phải nhớ là ấn vào chảo thú này thì nó lại ra cái biểu tượng này. Biểu tượng như này tôi đã vừa giới thiệu các bạn xem. Đó. Mình sẽ chọn nó là 10. Và ấn vào driver này. Như lúc nãy chúng tôi đã giới thiệu các bạn. Và chúng ta lại ấn tiếp tục vào tích này. Đó. Bây giờ tôi sẽ ấn vào cái phần đục thủng. Các bạn ý này. Đó, cái phần đục này. Đó. Thì mình sẽ chọn cái phần, tôi sẽ lấy nó là 25. Và dưới nó vẫn là 20 nha. Các bạn. Đó, các bạn ý. Đó, các bạn ý gì ạ? Nó đục. Chẳng hạn như mình chọn cái này nó là 30 thì nó sẽ thủng. Các bạn nếu mà chọn 30 nó sẽ thủng. Nên là mình sẽ chọn là 25 nhé. Mình sẽ lấy nó là 25. Và đây các bạn hãy để ý. Các bạn hãy ấn shift này để chúng ta làm vuông góc này. Vuông các góc này, các cạnh này. Đó. Các bạn nhìn đây. Đó, mình đã ấn vào phần này. Phần như hôm nay mình đã giới thiệu biểu tượng này. Đó, mình sẽ chọn nó là 20. Bạn có thể ấn vào tích xanh này hoặc là enter. Ok. Đó các bạn thấy nó ra một cái hình nhựa. Và bây giờ mình ấn toàn bộ cái phần các bạn đang lên ở trên toàn bộ cái màn này. Có nghĩa là cái hình bên trên nó này. Biểu tượng nó là màu xanh. Đúng không ạ? Mình đã bôi đen tất nó là màu xanh. Các bạn nhìn thấy không ạ? Bây giờ mình đã ấn vào hình này. Ấn vào hình mày cạnh này. Để cho nó vuông cạnh vuông góc này.
Tôi chọn nó là làm. Các bạn nhìn thấy nó ra chưa? Đó. Các bạn hình dung nó chưa? Và bây giờ mình sẽ cho nó thành, mình sẽ cho nó đục để lấy những cái lỗ này để làm. Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một phần nữa, đó là chúng ta đục lỗ. Đó, chúng ta lại ấn vào cái phần mặt phẳng thứ hai này, mặt phẳng ở giữa này. Và chúng ta lại ấn vào cái biểu tượng này, các bạn nhìn thấy không ạ? Và nó có cái mũi tên đi lên này để nó xoay cho chúng ta vẽ dễ dàng hơn. Đó, các bạn thấy hình tròn này, đường tròn này không ạ? Chúng ta ấn vào cái đường tròn này. Đó, các bạn vẽ. Chúng ta sẽ căn được cái tâm này đi xuống. Đó, chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn. Và chúng ta cũng như vậy thôi, cũng lấy kích thước của nó. Và đây tôi sẽ lấy là 8. Tôi ấn Enter. Đó, ấn vào tích xanh này để chúng ta lưu. Và sau đó chúng ta ấn vào cái phần đục thủng này. Đó, ở đây chúng ta sẽ chọn nó là cái thứ hai. Nó rất nhiều cái phần mềm cũng như là biểu tượng, nhưng mà mình sẽ ấn chọn nó là cái thứ hai. Và để quan sát, tôi sẽ ấn tích xanh. Đó, các bạn thấy không ạ? Ra một cái phần nó vát vát, nó vát cạnh đi. Đó, và bây giờ mình sẽ lấy để làm sao để làm cho bốn cái hình này nó ở bốn cái góc mà chúng ta, bốn góc ở chính giữa như này, để chúng ta thành một cái hình hàn luốc cho nó đẹp hơn. Bạn nhìn này, ta lại ấn Ctrl, chúng ta ấn hai biểu tượng chính giữa và dưới, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy không ạ? Và sau khi đó chúng ta chọn vào cái biểu tượng đây, biểu tượng này. Biểu tượng này thì nó có trên này có 5 cái biểu tượng, 5 thanh công cụ khác nhau, thì mình chọn vào cái phần acid này. Đó, chúng ta ấn vào tích xanh này. Và các bạn thấy không ạ? Đây ạ, nó có một cái tâm ở chính giữa này. Đó. Và tiếp theo thì các bạn ấn vào shift, ấn vào hai phần này, hai phần mà đục thủng và phần bốn cạnh chúng ta vừa mới làm đây. Chúng ta tiếp theo ấn vào phần này. Phần này thì nó cũng có 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 thanh công cụ. Thì các bạn nhìn trên biểu tượng này, các bạn đã đoán ra là chúng ta ấn vào biểu tượng nào rồi chưa? Đó, đó là cái biểu tượng thứ hai này. Đó, biểu tượng thứ hai này có bốn cái góc cạnh này. Các bạn ấn vào đó. Các bạn nhìn thấy nó ra chưa? Ra bốn cái hình mà biểu tượng này chưa? Đó. Ở đây các bạn tùy các bạn, có thể các bạn ấn là đây, các bạn nhìn vào phần này. Các bạn có thể ấn là 5, nó sẽ ra là 5 hình. Đó các bạn thấy không ạ? Nhưng chúng ta có thể cho nó, chúng ta phải để cho nó cân hình, đúng không ạ? Chúng ta sẽ là 4, 4 góc. Và đây cũng thế, các bạn có thể ấn lên. Chẳng hạn như các bạn ấn 10, nó sẽ lệch. Vì vậy chúng ta sẽ ấn cho nó cân, chẳng hạn như là 360 đây. Các bạn thấy nó về cân nhỉ? Và các bạn, tiếp theo các bạn ấn tích xanh. Ok, nó đã được tổng tất. Và chúng ta bây giờ chúng ta lại mài cho nó thành vuông, vuông góc, vuông cạnh. Các bạn ấn Ctrl, các bạn giữ vào đây, ấn vào góc hình này, biểu tượng này. Các bạn lại ấn vào cái hình này. Đó, hình này nó có hai biểu tượng, một hình cạnh vát góc và hình cạnh để chúng ta làm vát để cho nó mịn, và chúng ta làm vuông các cạnh, các góc. Và chúng ta ấn vào hình này. Đó, vẫn như lúc trước. Đó, chúng ta ở đây, các bạn tùy các bạn, nhưng 1, 2, nhưng mà mình sẽ chọn là 3. Nó cũng theo hình và theo kích thước của mình. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, và bây giờ mình sẽ đi đục bát ít. Ta ấn vào đây, và các bạn lại ấn vào cái biểu tượng như nãy mình đã hướng dẫn cho các bạn. Các bạn ấn đây, các bạn ấn vào 1, có thể ấn vào 1, 1 nó sẽ vát. Đó. Ok chưa? Các bạn đã nhìn thấy chưa? Nó đã ra chưa? Đó là cái hình mà mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ ở trên các thanh công cụ. Và chúng ta muốn làm mờ, làm mất này đi, thì chúng ta ấn vào cái biểu tượng đó. Và các bạn thấy trên này không ạ? Nó có cái mắt ở đây, cái mắt đây, chúng ta ấn đây để nó mất cái hình như đây nó. Và bây giờ các bạn hãy xem qua đó, đúng không ạ? Và những gì mình đã hướng dẫn cho các bạn, chúc các bạn thành công và các bạn làm thật tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.